Ok, hello mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với tựa game The Lego Ninjago. Thì lượt trước chúng ta đã trong vai Kai với lại Cole và Zen với lại Nia rồi. Thì không biết lần này chúng ta sẽ vào vai nhân vật nào đây. Thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Continue. Ok. Lần trước là chúng ta đang ở bãi biển của thành phố nè. Đi đến bến thuyền của thành phố Ninjago. Hay là mô hình thu nhỏ cái bến tàu nè. Đấy, mình sẽ xoay một vòng nhé. No idea. But you should see what that monster did to my ship. Oh, you're okay. Yeah, but as I mentioned, my ship isn't. So anytime you can start building a new one. Wait, have you been crying? What about everyone else? Are they okay? I don't know. That's a lot of people, and personally, I only know about 50. Oh, wait. You mean us ninjas? Not sure. I think Cole and Kai were only a few streets over, though. And let's move. Seriously? Were you crying? Okay, chương thứ 6. The whole city's in trouble. We need to find the Và lần này chúng ta sẽ trong vai ninja xanh lá và ninja xanh dương. Let's just find the rest. Lloyd và Jay. Well, you want to find the Wow. How did you just appear out of nowhere? Leo lên trên này. Rồi chạy qua cái tường. Gormadon's taking over the city. He thinks he can control that fluffy monster. Run from the beast! Ah, out of our way! Oh man, just look at my jet. Con mèo. Unlikely, but those parts might still be useful. Con mèo đang phá hoại thành phố. Watch out for those flying clams! Giờ đu dây xuống. I used to be able to do that. Yeah. Kết thúc, cái địch tới rồi. It's too strong. We need to hit it with something bigger. Ta sẽ cần chạy qua bên này. I might be able to use my sword for it. So tired of Gormadon. Giờ chúng ta sẽ nhảy xuống để ráp cái đó. Đây. Sẽ ráp bên trái trước nè. Bây giờ chúng ta chắc phải cần chay rồi. A rocket powered hot dog. Now that's fast food. Fire it up, Jay. Open wide. What was in that hot dog? Best not to. Và chúng ta có thêm một cái điểm để nâng cấp. Ask Lloyd. Sẽ nâng cấp gì đây?
sẽ nâng cấp cái này đi. Ok, quay lại. Ôi, con này mà không tấn công được, không đánh được. Đây ạ. Nó mất cái khiên thì mình mới đánh được. Chạy qua bên này. Here's Cole. He looks stuck. Thì chúng ta còn phải giải cứu Cole. This guy looks angry. Wouldn't you be angry working for Garmadon? Sẽ hạ hết kẻ địch. Con mèo à. Con này trâu quá ta. Sẽ đỡ lại. Đây. Hay quá. Đây các bạn thấy đây, đó con mèo là kẻ phá hoại thành phố đây. Ta sẽ chắc phải leo lên cái tường này nè. Và leo lên trên này. Hold on, Cole. We're almost there. Unless we fall and have to start all over again. Chúng ta sẽ đu qua bên kia nha. I'm a ninja. I am not going to say it. Guys, give me a hand. The canopy's jammed and I can't move. Này, sort it out, Cole. Cái đó là phải có Cole. Like he has a choice. Chúng ta sẽ cứu Cole. Đây. Whenever you feel like lending a hand, Lloyd. Đây cần hai người kéo. Thanks. Is everyone else okay? Đây chúng ta đã cứu được Cole rồi. We haven't found him yet. I think I saw Kai's jet crash near the ice cream factory. So let's get moving. Giờ chúng ta có thể điều khiển được ba nhân vật. Go to the ice cream factory. Come on, Cole. Get that elevator down. We gotta rescue that ice cream. Đây, ta sẽ dùng búa của Cole để đập vô cái này. Bo. Này giống cái thang máy à. Rồi, phải leo lên trên này. Rất là lộn rồi. Nó sẽ đạp chạy lên này. Đây. It's Kai's mech. This is all my fault. You can hear yourself. Kai, Kai robot của Kai đang bị hỏng và Kai đang bị kẹt trong con robot rồi. Watch out! Those missiles will destroy anything they hit. Oh, so like regular missiles. Chúng ta còn phải hạ hết kẻ địch đây. Còn 5 kẻ địch, chúng ta phải hạ hết 5 kẻ địch. Còn một đứa nữa. Rồi, ta đã hạ hết kẻ địch. Chúng ta cần phải ráp chỗ này lại. Này giống như cái khẩu pháo rồi. Thì là cần có Jay. Chúng ta đã phá hủy được máy bay của kẻ địch. Để tiếp tục nào. Chúng ta sẽ đi cứu Kai. I see Kai. I see ice cream. Tôi thấy Kai rồi. I see stuff to smash with my hammer. Sẽ hạ hết hai đứa này rồi giải cứu Kai. We need something to put the blaze out. Let's look in the ice cream factory and... No!
Don't use the ice cream! It'll melt! Let's look in the ice cream factory. See if there are any fires. Và cái này thì cần có lôi. Lôi sử dụng kiếm bỏ ở trong này. Ơ, lôi không có. À, cái này là cần có khai. Cần có khai. Sao lên đây trước đi. Đây thì cần khô nè. Time to hammer. Oh, water. I was hoping that would be ice cream. Which way? Ta sẽ ráp cái đường ống. Let's try to the right. See what happens. Rồi, ta sẽ ráp bên nào trước đây. Ráp thử bên phải trước nha. Okay. That did something. Let's try the left side. Smash the pipe to rebuild it. My pleasure. Thôi, cái này được cái gì đây? À, được tiền thôi, không có gì hết. Mình sẽ quay lại chỗ kia và ráp cái bên trái nha. Mình sẽ phá này ra. Rồi ráp cái bên trái. Ôi, lần này ráp nhanh hơn nè. Lôi như lôi có khả năng ráp nhanh. Okay, let's hope left is right. Ta đã chữa cháy cho Kai thành công và cứu được Kai. Thanks. Are you okay, Kai? Yeah, apart from an oversized cat taking out my mech. We see Nian Zhang. Bốn ninja của chúng ta đã hợp sức được với nhau. Let's ninja go. I think that that's a... Chúng ta đã có thêm một điểm để nâng cấp. Hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp cái này đi. Để tăng thời gian Ok, quay lại. Chúng ta sẽ sử dụng Kai để mở cánh cổng này ra. Ôi, con mèo. Phá quá. Exactly. Okay. Ta sẽ tiếp tục nào. Bring it on, bitch faces. Get back in formation. Stop flapping around. Mày chạy qua bên kia. Ok. Sẽ hạ thằng này. Thằng này thì nó có giáp nè. Quýnh hơi lâu. Đây, combo. Và boom. Yeah. Ok. The door's broken. The whole city's broken. Mình sẽ phá cái này ra nè. Và ráp lại. Give it a whiz, Jay. Đây thì cần Jay. Đây. Jay sẽ truyền điện vô để mở cái cổng này ra. Ok. Tiếp tục thôi. Target in sight. Descending on target. Ta thấy hai cái đợt rồi, ba cái đợt. Already won. No, he hasn't. Not while there are ninjas still standing. That won't be for long. Cái này là gì đây? Đây ạ, à, còn đứa. Đây thì không có gì hết. Đây là... À, không có gì. Giờ chúng ta phải đi qua bên này. Này có thêm một cánh cửa nữa. This door's broken too. We broke everything. Ta sẽ ráp lại. Sẽ sửa chữa cái cửa này. Và bên này nữa. Ok.
Giờ Jay sẽ nạp điện vô cánh cửa này. Ok. Và chúng ta cần phải giải cứu Zen. À, còn một đứa này nữa. Ok. Cái này cần có kiếm. Sẽ ráp lại. Hồi lòi ráp cực nhanh luôn. Nó cần có khô. Khô sẽ gõ vô cái này. Và chúng ta đã giải cứu được Zen. Giờ tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo là phải giải cứu Nia, em gái của Akai. Okay. Thôi sẽ hạ hết những cái con này. Nia's mech is over there. Zane, can you hit that lock on the gate? Ồ, nó đang có cái khiên rồi thì không thể đánh được. Đây, hết khiên thì chúng ta sẽ đánh được. Và cái này lần này cần có Zen bắn cung tên lên. Đây, hai cái sẽ mở cái cửa ra. Hey guys, up here. Đây đây. Ai đây? Đây chúng ta cần có ai ta? Không được luôn. Cái gậy này không phải rồi. À đây. Tôi sẽ leo lên trên này. I would have come looking for you, but I only just got out of my mech. Kìa Nia kìa, đã thấy được Nia. We're almost there. What do we do? We're useless without our mechs. Mr. Wu would know. Uncle Wu. You used the ultimate weapon. Not cool. And now that cat's destroying Ninjago. We were the only people that didn't hate you. And now we hate you. Hello, students. Master Wu! You're alive! You have awakened Meowthra. Meowthra? Yes, Meowthra. Huh? There's only one hope, one thing that can drive Meowthra away. What is it? The ultimate, ultimate weapon. Oh. Where is this thing? On the other side of the island, hidden where only a true ninja master can find it. That does sound difficult. And terrifying. But you know what? We're ready. No, you're not. It will take great patience, courage, and hard work. All the skills of a true ninja master. So, I will make this journey on my own. Bye. I know I let Ninjago down. It's true. Lloyd let Ninjago down. Sorry, dude. We want to fix this terrible mistake. Train us to be true ninjas. We have the potential. Wait, we'll do anything. Please, Master Wu. You can't do this alone. I know we're not ninja masters yet, but you said it yourself. It's important to look at things differently. You have a long way to go to regain your friend's trust. Luckily, there's a long journey ahead of us. Thank you, Master Wu. Thank you. The fate of Ninjago is in your hands. Ok, rồi chúng ta đã hoàn thành xong cái chapter này rồi. Và nhân vật lần này đó là Lloyd, ninja xanh lá.
và Jay. Oh, có cả sư phụ Wu nữa. Tôi đã mở khóa được vũ khí thép. Và ok, thì phần này cũng đã xong rồi. Thì mình xin kết thúc video tại đây ha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like, subscribe và comment bên dưới nha. Ok, bye bye mọi người.